Đây xin giới thiệu với các bác, đây là mẫu gương cho Exciter 135 và 150 phân khối bên em nhé. Đây, có loại uốn sẵn như thế này, lắp bên trái, và có loại cả hai bên, thẳng cả hai bên. Mặt gương thì màu trắng, hình ảnh chân thực. Mặt gương màu trắng, hơi bụi một chút em lau cho sạch. Đây là cái chân gương là nó bằng inox, chân gương bằng hợp kim loại, có vân titan xen lẫn vàng này rất đẹp, hay là vân carbon bóng này, mặt gương màu trắng nhé. Đây cái này là lắp bên trái, cái này là cả đôi ạ, rất là đẹp luôn.